Houthi tấn công tàu trên Biển Đỏ và lần đầu tiên thương vong về dân thường được ghi nhận. Liên minh Mỹ-Anh đã ngay lập tức có những động thái đáp trả. Tuy nhiên, dường như chưa có dấu hiệu gì là Houthi tỏ ra e ngại trước những đòn tấn công này. Biển Đỏ tiếp tục dậy sóng, những nguy cơ leo thang căng thẳng tiếp tục gia tăng. Kính chào quý vị khán giả, những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 15 tháng 3 tuyên bố họ đã tấn công 3 tàu của Mỹ và Israel ở Ấn Độ Dương. Houthi tuyên bố lực lượng vũ trang Yemen đã thực hiện 3 hoạt động chống lại 3 tàu của Israel và Mỹ ở Ấn Độ Dương, sử dụng một số tên lửa và máy bay không người lái. Cả 3 hoạt động đều đạt được mục đích. Trước đó, hôm 14 tháng 3, Houthi đe dọa tấn công các tàu ở Ấn Độ Dương khi chúng di chuyển tới mũi Hảo Vọng. Hai phát ngôn viên của Houthi là Yahya Sari và Mohammed Abdul Salam cảnh báo họ sẽ nhắm vào các tàu liên kết với Israel. Nhiều tàu thương mại phải đi qua mũi Hảo Vọng thay vì đi qua eo biển Bab al-Mandeb và Biển Đỏ sau các cuộc tấn công của Houthi. Bất chấp tuyên bố của Houthi, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết nhóm này không chỉ nhắm vào các tàu của Israel, Mỹ hoặc Anh. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói, Houthi đang gây rủi ro cho 12-15% giao dịch thương mại thế giới qua Biển Đỏ. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến Mỹ, Israel mà còn ảnh hưởng đến toàn thế giới, bao gồm cả người dân ở Yemen. Mỹ đã phát động một chiến dịch đa quốc gia nhằm đảm bảo quyền tự do hàng hải ở Biển Đỏ. Liên quân do Mỹ dẫn đầu gần đây mở nhiều cuộc tấn công nhằm vào Houthi sau khi nhóm này nhắm vào các tàu thương mại. Trong khi đó, đài Sputnik dẫn nguồn tin thân Houthi cho biết nhóm này đã thử thành công tên lửa siêu thanh và đang chuẩn bị bổ sung vào kho vũ khí của mình. Theo nguồn tin, tên lửa của Houthi có thể tăng tốc lên tới Mach 8 gần 10.000 km/h và được trang bị động cơ nhiên liệu rắn, thường giúp giảm đáng kể thời gian chuẩn bị phóng và vận chuyển dễ dàng hơn. Nguồn tin tiết lộ rằng Yemen dự định bắt đầu sản xuất tên lửa để sử dụng trong các cuộc tấn công ở Biển Đỏ, Biển Ả Rập và Vịnh Aden, cũng như chống lại các mục tiêu ở Israel. Trở về vụ việc khiến căng thẳng Biển Đỏ leo thêm một nấc thang mới khi Houthi tấn công tàu hàng khiến 3 dân thường thiệt mạng. Đây là lần đầu tiên ghi nhận việc Houthi tấn công tàu thương mại mà gây thương vong về người. Theo đó, ngày 6 tháng 3, lực lượng Houthi phóng một tên lửa đạn đạo chống hạm vào tàu chở hàng đi qua vịnh Aden. Tàu chở hàng bốc cháy tại vị trí cách thành phố Aden của Yemen khoảng 86-93 km về phía tây nam. Các tàu gần đó báo cáo có tiếng nổ lớn và cột khói bốc cao. Theo thông báo trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter của Đại sứ quán Anh tại Yemen, con tàu bị tấn công là tàu chở hàng rời, không phải tàu chở container, có tên gọi True Confidence, mang cờ Barbados thuộc sở hữu của Hy Lạp. Đại sứ quán Anh tại Yemen cho biết, đây là hậu quả đáng buồn nhưng không thể tránh khỏi khi Houthi liều lĩnh bắn tên lửa vào tàu bè quốc tế, họ phải ngừng hành động của mình lại. Kể từ tháng 11 năm 2023, Houthi đã tấn công tàu ở Biển Đỏ để thể hiện sự đoàn kết với người Palestine trong xung đột Israel-Hamas ở dải Gaza. Trước đó, chính phủ Yemen hôm 2 tháng 3 cho biết tàu chở hàng MV Rubima đã chìm trên Biển Đỏ sau khi trúng đòn tập kích của Houthi hồi giữa tháng 2. Tàu Rubima bị tấn công khi đang trên hành trình từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đến Bulgaria hôm 18 tháng 2. Sau đó, thủy thủ đoàn quyết định bỏ lại con tàu ở khu vực phía nam Biển Đỏ. Con tàu này đăng ký tại Anh do doanh nghiệp ở Lebanon vận hành. Các thông tin trước đó cho biết các thủy thủ trên Rubima chìm dần sau khi trúng hai tên lửa của Houthi. Trong đó, có một quả xuyên qua mạn tàu. Hình ảnh được công bố cho thấy đuôi tàu chìm tới mức ngang bong. Nhiên liệu rò rỉ đã tạo ra vết loang dài 30 km. Các chuyên gia nói với The National tuần trước rằng việc không trục vớt tàu Rubima có thể dẫn đến thảm họa môi trường vì lượng hàng hơn 20.000 tấn phân bón có thể gây tổn hại đến hệ sinh thái khu vực. Các cuộc tấn công của Houthi trên tuyến đường chiếm khoảng 12% lưu lượng vận tải biển quốc tế gia tăng đáng kể từ khi xung đột bùng phát tại dải Gaza hồi tháng 10 năm 2023. Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công các tàu hàng chừng nào Israel còn thực hiện chiến dịch quân sự nhắm vào người Palestine ở Gaza. Mỹ và Anh thời gian qua nhiều lần mở các chiến dịch đáp trả, tấn công vào vị trí Houthi đặt radar, tên lửa chống hạm, xuồng tự sát và UAV nhưng chưa thể ngăn lực lượng này tiếp tục tập kích tàu hàng trên Biển Đỏ. Trước những hành động khiêu khích của Houthi trên Biển Đỏ, thì rạng sáng 9 tháng 3, lực lượng liên quân Mỹ, Pháp và Anh bắn hạ hàng chục máy bay không người lái của Houthi ở khu vực Biển Đỏ. Động thái này diễn ra sau khi lực lượng Houthi tấn công các tàu khu trục của Mỹ và tàu chở hàng Propel Fortune trong khu vực.
Phát biểu trên truyền hình vào ngày 9 tháng 3, người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, ông Yahya Sari nói rằng nhóm này đã nhắm mục tiêu vào tàu chở hàng Propel Fortune và một số tàu khu trục Mỹ tại Biển Đỏ và Vịnh Aden. Bằng 37 máy bay không người lái UAV, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết vào rạng sáng 9 tháng 3, quân đội Mỹ và lực lượng liên quân bắn rơi ít nhất 28 UAV của Houthi trên Biển Đỏ. CENTCOM thông báo thêm, không có tàu hải quân nào của Mỹ hoặc lực lượng đồng minh bị hư hại trong cuộc tấn công và cũng không có báo cáo nào về thiệt hại của tàu thương mại. Không chỉ dừng lại ở đó, các cuộc không kích của Liên minh Mỹ, Anh ngày 11 tháng 3 tấn công các thành phố cảng và thị trấn nhỏ ở phía tây Yemen, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 14 người bị thương. Thông tin trên do người phát ngôn của chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen nói với Reuters. Trong khi đó, theo kênh truyền hình Al-Mariza của Houthi, ít nhất 17 cuộc không kích đã được báo cáo ở Yemen, bao gồm cả ở thành phố cảng Hodeidah và tại cảng Ras Isa. Tuy nhiên, Al-Mariza không nêu rõ mục tiêu nào đã bị tấn công. Hãng tin Reuters cho biết, đợt không kích của Liên minh Mỹ-Anh trùng với ngày đầu tiên của tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo ngày 11 tháng 3. Ngoài ra, đợt không kích này tiến hành chỉ vài ngày sau khi xảy ra thương vong dân sự đầu tiên của tàu hàng trên Biển Đỏ vào ngày 6 tháng 3. Khi đó, một tên lửa đạn đạo chống hạm được phóng từ khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen bắn trúng tàu thương mại True Confidence. Vụ việc khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và buộc những người khác phải rời bỏ tàu. Trước đó cùng ngày 9 tháng 3, CENTCOM tuyên bố lực lượng Mỹ đang ứng phó với một cuộc tấn công quy mô lớn của Houthi nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ và Vịnh Aden trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 giờ 30 phút sáng 9 tháng 3 giờ địa phương. CENTCOM nêu rõ trong bài đăng trên mạng xã hội X, Twitter, các máy bay không người lái này gây ra mối đe dọa tức thời đối với các tàu hàng, tàu của Hải quân Mỹ và các tàu liên minh trong khu vực. Trong khi đó, quân đội Pháp thông báo một tàu chiến và máy bay chiến đấu của Pháp cũng đã bắn hạ 4 UAV của lực lượng Houthi đang tiến về phía các tàu hải quân thuộc chiến dịch Aspides của châu Âu trong khu vực. Trước đó, vào cuối tháng 2 năm 2024, hải quan chức Mỹ xác nhận với CBS News rằng Mỹ và Anh tấn công 18 mục tiêu Houthi ở 8 địa điểm tại Yemen, bao gồm vũ khí dưới lòng đất, cơ sở lưu trữ tên lửa, hệ thống phòng không, radar và máy bay trực thăng. Trong khi đó, kênh truyền hình Al-Mariza sau Houthi điều hành đưa tin về một loạt cuộc đột kích vào thủ đô Sana'a. Theo Bộ Quốc phòng Anh, 4 chiếc Typhoon FGR-4 của Không quân Hoàng gia đã nhắm mục tiêu vào một số máy bay không người lái UAV tầm xa được Houthi sử dụng cho cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công ở phía đông bắc Sana'a. Các quốc gia tham gia hành động lần này bao gồm Úc, Bahrain, Đan Mạch, Canada, Hà Lan và New Zealand. Đây là cuộc tấn công thứ hai trong tháng này và là đợt tấn công chung thứ tư của Liên minh kể từ ngày 11 tháng 1. Mục đích là gây áp lực buộc lực lượng Houthi ngừng tấn công các tuyến đường vận chuyển thương mại ở Biển Đỏ. Ngày 24 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết các cuộc tấn công nhằm làm suy giảm khả năng của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn. Ông Austin nói, chúng tôi sẽ tiếp tục cho Houthi thấy họ sẽ chịu hậu quả nếu họ không dừng các cuộc tấn công bất hợp pháp, gây hại cho nền kinh tế Trung Đông, gây thiệt hại môi trường và cản trở việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Yemen và các nước khác. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.